Hello, em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương. Sáng sớm ngày hôm nay lên video. Xin chúc tất cả các anh em, các bác và đại gia đình nhà mình là trên toàn quốc luôn luôn may mắn, mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Đó là một cái lời chúc tốt đẹp cũng giống như là bao gồm tất cả đến với đại gia đình anh em chúng ta. Thì vẫn là em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương và lên YouTube bán hàng với công việc yêu thích. Trong cái YouTube của mình thì như thường lệ thì đi vào kênh của em thì thường là có một cái game show nho nhỏ cũng giống như là cái món quà nhỏ muốn gửi gắm đến anh em trên toàn quốc về vấn đề là âm thanh và xả chét cũng giống như là giao lưu và giải trí. Thì em món quà của ngày hôm qua thì hiện tại là đến ngày hôm nay em vừa chốt xong trước giờ quay là có 212 bình luận của các anh em trên toàn quốc cũ mới, và đặc biệt là có những chị em phụ nữ đang tham gia cũng giống như là tương tác và ủng hộ cũng giống như là bình luận đam mê của kênh của em. Đó là một cái em đọc bình luận cũng giống như là cảm thấy rất chi là vui mừng được các anh em cũng giống như các bác các em ủng hộ là như vậy, kể cả là phái nam và phái nữ, ngoài ra còn là mua hàng cũng là nữ. Thì đó là em học đọc bình luận cũng thấy rất chi là vui, rất chi là vui và cảm ơn tất cả các anh em. Thì cái món quà vào video ấy, thì cái món quà của ngày hôm qua em cũng xin thông báo với các bác, em đã ghi cái phần mô tả của anh ấy ở trên cái video của ngày hôm qua. Thì cái món quà của cái đầu ai qua thì em đã gửi đây cho các bác nhá. Bác đã cho em cái số điện thoại và địa chỉ này là anh Nguyễn Minh Hiếu, là có số điện thoại là 0942 364 529 các bác nhá. Sóng 7 và Nam Dương, Nam Trực, Nam Định các bác nhá. Đấy, khu này thì gần em ở cái hồi em 12 13 tuổi lúc trước đấy, em ra với bà chị em ở và em học hành ở ngoài này. Tức là em học ở ngoài Ý, Nam Định các bác nhá. Đấy, cho đến năm em 23 tuổi em lấy vợ thì em mới bắt đầu là đi vào trong miền Nam này, là vào Bình Phước cùng với lại gia đình và các chú ở trên đó. Thì em gần, rất gần Nam Định, rất gần khu này. Đấy thì cũng cảm ơn bác ngày qua đã luôn đồng hành ủng hộ cùng với em và lên bình luận cùng với anh em. Thì món quà nhỏ gửi cho bác nhận được hàng thì kiểm tra cũng giống như là thử, có gì thì kết nối qua Zalo anh em sẽ tâm sự cũng giống như là về vấn đề là tương tác qua lại cho nó vui bác nhá. Cái món quà của ngày hôm qua thì hiện tại vẫn còn các bác này. Đấy, vẫn còn và anh em ta đang ủng hộ lâu nay cũng giống như anh em mới đoán rất chi là sát sao. Có những người vẫn đoán đi đoán lại, vẫn vẫn số lệch một nút, đồng thời nữa là có thể là bị đảo ngược qua lại nha, cho nên là vẫn chưa trúng các bác nha. Đấy thì ngày hôm nay các bác vào tiếp tục đoán số, ủng hộ em, tương tác ủng hộ em, và đồng thời nữa là các bác mới đi ngang qua kênh của em ở trên YouTube hay là các cái chỗ khác Google thì cứ vào đăng ký ủng hộ em và like cũng giống như là bình luận chung với cùng với anh em trên mọi miền Tổ quốc cho nó vui và ủng hộ em về vấn đề tương tác các bác nha. Và em lên video thì các bác nhận được đăng ký thì ấn chung thì các bác nhận được thông báo đầu tiên và đồng thời là mã nào hợp để anh em ta nghe trưng bày bảo quản thì anh em ta lấy. Thì em qua món quà các bác nha. Đấy. Thì đầu video em xin mấy phút là như vậy, thì để em đi vào với món quà và vào kênh bán hàng, vào những sản phẩm bán hàng các bác nha. Thì em xin thông báo là về cái mặt hàng của ngày hôm nay thì em lên nguyên đầu công suất giải mã của Onkyo các bác nha. Hệ số ôm rất là rộng để các bác về ghép loa loanh quanh lại gần hết một tuần, và cũng sang mùa đông cũng giống như là Tết nhất cũng gần tới nơi rồi, biết rằng là anh em chúng ta cũng rất là nhiều việc cần phải lo, như bản thân em cũng như thế, con gái học hành rồi đủ các thứ. Nhưng mà tất cả những anh em chúng ta là trụ cột cố gắng giữ gìn sức khỏe, mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc để rồi vượt qua những cái lúc khó khăn này các bác nha. Đấy. Thì đi vào số 1 này. Thì ngày hôm nay em lên một cái con CD của đời cao, CD của Pioneer các bác nha. Pioneer là con này là N901. N901. Con này là con MD các bác nha. Và bỏ quên cái núm này ở bên Nhật hoặc bên Cam gì đó các bác này. Đấy, dạo này các bác gửi về cho em rất chi là ẩu, hay bị bỏ quên những cái này. Đấy, cho nên là thực tế ra thì làm hàng hay là kinh doanh bất kỳ một cái mặt hàng nào thì nó cũng có một cái nỗi buồn riêng và một cái nói chung là nó không như mong muốn. Chứ còn nếu như cứ đẹp hết ấy, thì rất chi là tốt,
ai cũng mong muốn như thế, nhưng mà nó phải có những cái rủi ro như vậy để mà mình biết được rằng là cuộc đời nó luôn luôn là như thế các bạn. Đấy, thì ngày hôm nay em lên một cái đầu MD tình trạng là chưa chạy các bác nhá, nguyên bụi. Đấy, có thể là bị đứt dây vô loa, hoặc là có thể là bị cái gì đó khác, hoặc là có thể là bị hư. Này, con này giải mã đầy đủ quá nha. Này, cổng jack bằng đầu số 8 này, có cổng out và cổng in này để lấy thiết bị qua những cái thiết bị khác các bác. Con này là giải mã, con này thì là rất là ok. Đây các bác, đây các bác về tân trang này, vòng vạch này, thay dây loa. Rồi size của con này là hơn 20 các bác nhá. Thì hôm nay em giao con này 300 các bác này, 300 em bao ship này. Rồi em xem mã số 2. Mã số 2 thì là tiếp tục là một con CD của Beuner các bác này. N901 dòng đời cao. Dòng đời cao thì cũng bị thiếu một cái nút này luôn các bác, thiếu hết luôn. Đấy, tình trạng là nguyên bụi các bác nha, cũng vẫn chưa chạy. Đấy. Thì các bác về khám phá nó xem là nó bị cái gì, xong rồi phản hồi lại anh em để em học hỏi thêm này. Đây cũng có đầu ra đầu vào của tuner của bậc cầu 2 bông sen. Đấy. CD các bác này. Rất chi là ok. Sử dụng điện 100 các bác nha. Đấy, con này size khoảng 20 22. Đây các bác. Rồi hôm nay em 250 em bao ship các bác này. CD này. Mặt mũi đẹp các bác. Dòng Beuner. Rồi em xem mã số 3. Mã số 3 ngày hôm nay thì em lên một cái đầu của đèn ông các bác này. Đầu này là của M330. Đây, bản mỏng, bản dẹp. Đấy, con này là các thông số là rất chi là phù hợp, mỏng nhỏ gọn để ghép những cái thiết bị khác. Thì các bác này, đây là con này là giải mã đầy đủ các bác nhá, DVD này. Con này là xem phim DVD cũng giống như là jack loa là đang bị thiếu các bác này. Em đã test là ok rồi nhưng mà em không có cái jack loa này. Và đồng thời là những cái cổng xanh này của Subrao Center này. Rồi đầu ra đầu vào của AUX này rất là nhiều. Đấy. Sử dụng điện 100 các bác nhá. Sử dụng điện 100 và con này là 6 đến 16 ohm. Đấy, các bác về lấy cái dây loa đấy hoặc là lấy một cái ống nhựa thôi cũng chế được để nghe nhạc được các bác nhá. Có ghép được đầu 5.1 luôn này. Đây con này là full này. Full chức năng, tức là chỉnh chức năng cho màn hình này. Con này là volume này. Đấy, còn nhiều nút lắm, sụp rao các thứ. Đây các bác nhá. Đấy, tình trạng là em đã test chạy ok nhưng mà thiếu dây jack. Rồi em giao 700k em bao ship các bác này. Bản rất là mỏng các bạn, cao 6 phân thôi. Rồi em qua mã số 4. Mã số 4 thì hôm nay lên một cái đầu đèn ông các bác này. Đầu này là tình trạng là chạy MD các bác này, AUX này. FM full tần số 108 rồi ở trên máy này. Có chỉnh bắt jack âm 10 và cộng 10 ở trên máy này. Nghe đa thể loại dòng nhạc. Và mặt mũi đẹp các bác này. Đây các bác. Đây các bác. Model của con này là ME33 các bác nhá. 55W sử dụng điện 100 và từ 6 đến 16 ohm. Optical làm giải mã không cần mồi. Các line in nghe nhạc các bác này. Đây là phần ngoại hình. Nguyên bụi, không bể vỡ, không chất sẹo các bác nhá, không thiếu nút. Rồi em giao mã này để cho các bác về ghép với lại nhiều loa này. Càng loa cũ, đánh tốt cặp loa dòng 6 ohm, bass 20 loa cũ. Chỉnh chế độ bass check ở trên máy. Về bass mua, tăng check lên nghe nhạc xưa. Rồi em giao 1 triệu các bác này. Em bao ship các bác nha. Tất cả những mặt hàng của em thì các bác cứ liên hệ theo số điện thoại 0345 848 234. Em sẽ bao ship cho các bác để các bác yên tâm, cho dù to hay nhỏ, cho dù dàn đại hay dàn trung hay là mini, hay là đầu lẻ các dòng lẻ. Rồi em qua mã số 5. Mã số 5 ngày hôm nay thì em lên một cái đầu của Onkyo V3 các bác nhá. V3 này. Đấy, dòng này thì hiện tại cái đầu này của em là AUX và chỉnh bắt jack ở trên máy. Đấy, full FM tần số 108 này. Đấy, con này thì ngày hôm nay em giao rất là rẻ các bác nhá. Rẻ lắm luôn, chạy AUX. Đấy. Các bác cứ tham khảo thử ngoại hình này các bác này, rất chi là ok. Đây các bác, optical làm giải mã này như mới, Japan sản xuất,
một điện 155W lận. Qua vận chuyển á thì có hơi móp một chút xíu ở chỗ này các bác nhá. Đây là hơi móp này. Đấy, cái này tháo ốc ra các bác nắn lại dùm em. Các loa nghe nhạc này. Đây các bác. Rồi, V3 chưa bao giờ rẻ như thế này. 700k các bác, 700k em bao ship này. Em sang mã số 6 các bác. Mã số 6 thì ngày hôm nay em lên một cái đầu của FR7GX của Onkyo. Dòng này 4 ôm hết các bác nhá. 4 ôm giải rộng. Tình trạng là chạy CD các bác này, AUX. Con này dòng mấy những dòng này là không có chỉnh bắt chết các bác nhá. Đây các bác, optical out thôi, không có in các bác nhá. 4 đến 16 ohm. Sử dụng điện 148W. Các line nghe nhà các bác này. Rồi lành lặng nguyên vẹn các bác này, nguyên bụi. CD chạy này, AUX chạy này, các bác nào tin về CD thì lấy về sẵn chạy này nghe luôn này, chạy tự nhiên, chạy nguyên zin các bác này, 750 này, em bao ship. Em qua mã số 7 này, mã số 7 ngày hôm nay thì em lên một cái đầu của X7 các bác. X7 dòng này thì chất âm hay và giải mã tốt. Con này bỏ quên một cái nút qua bài các bác nha. Nút này thì chỉ để qua bài của CD và MD thôi. Và tình trạng là chạy AUX các bác này. Chạy AUX thôi. Ngoại hình đẹp. Nguyên bụi. Nguyên bụi đã đẹp rồi các bác. Nhìn cái nước sơn cũng thích. Bóng bẩy. Ui có nhiều anh em. Ví dụ như anh Cường ở như ngoài Bắc Ninh. Rồi anh Thông ở Phú Giáo. Rồi anh Huy ở ngoài. Nói chung là em cứ hay quên cái chỗ của anh Huy. Rồi mấy anh lấy về, mấy anh ấy làm công chức nhà nước. Rồi có người thì toàn là kỹ sư bác sĩ không, mà vọc vạch á, rất là đẹp. Vọc vạch xong bắt đầu là chụp hình gửi cho em. Em bản thân em cũng mê thôi rồi. Đây các bác này. Sử dụng điện 148W này. Rồi optical làm giải mã này. Có thích hợp cổng xúc đó này. Các like nghe nhỉ. Đây các bác, ngoại hình này rất đẹp. Nhìn sơn thích lắm. Nhìn cái mã sơn zin này thích các bác. Rồi mã số 7 em bán 700k em bao ship có này. Em sang mã số 8 này. Mã số 8 em lên con V77 các bác này. FM108 chỉnh trên máy này. Chức năng của con này hiện tại là nguyên zin và nguyên bụi, chạy AUX các bác này. AUX nghe nhạc có máy tính, laptop và điện thoại, và có thể là gắn thêm Bluetooth, gắn thêm cái USB hoặc là những cái Bluetooth ở trên Lazada thế hệ mới các bác. Rồi sơn đẹp. Zin nguyên bụi. Optical làm giải mã in và out các bác. 4 đến 16 ohm ghép loa. Sử dụng điện 155W của V77 của Japan các bác này. Rồi đây các bác. Em giao 750 em bao ship này. Rồi em qua mã số 9 các bác. Mã số 9 thì em lên cái đầu của Onkyo là của chạy DVD này. Của FR7 DVD, tức là con này nếu chạy CD ấy, thì sẽ có DVD. Và có DVD thì đương nhiên là đằng sau nó có rất chi là nhiều cổng ăn chơi để mình kết nối qua những cái tivi đời cao các bác, để xem phim này, xem nhạc này. Đây các bác. Ngoại hình này, đằng sau này các bác này. Đấy, sử dụng điện 100 các bác nha. Con này 65W lận. Optical làm giải mã này. Rồi cổng để sử dụng cổng súp này. Cổng lệnh này. Súp lệnh này. Rồi là súp control các bác. Những cái con súp em hay bán ấy, là dùng vào lấy cái hai đầu 3.5 bắt qua. Xong rồi các súp này là các cổng lệnh này là ra hết. Xong rồi ra video này. Đấy, kết nối qua TV rồi mà để làm xem phim này. Làm đầu giải mã này. Đây các bác.
Rồi mã số 9 này em giao 750 luôn các bác nhá, chạy ao ấy thôi. Rồi em sang mã số 10. Mã số 10 thì em lên con FR7GX này. Mặt mũi đẹp không? Ngoại hình đẹp. Nguyên bụi này. Đây các bác này. Sử dụng thì 100 các bác, 48W của Japan này, dòng 4 đến 16 ohm và các line nghe nhạc các bác này. Optical out cộng súp này. Đây các bác này. Cái cổng súp của con súp USB này không, của con audio này không phải là súp nào cũng đánh được đâu các bác nhá. Có nghĩa là những con súp mà của súp điện đấy các bác, đánh độc lập á thì chỉ gắn vào đó là đánh ok các bác. Rồi em giao 700k này. Rồi em sang mã số 11. Mã số 11 thì ngày hôm nay em lên con X7 này. X7 này cho chất âm rất chi là hay này. Bác nào đang có sử dụng con X7 này thì comment cũng giống như là bình luận lên kênh của em để em học hỏi tí này. Tình trạng là bỏ quên một cái nút này ở bên Nhật rồi coi nhá. Và hiện tại là zin nguyên bụi MD này, AUX này, chạy ok này. Đây các bác, ngoại hình này, nguyên bụi, sơn zin nguyên bản đẹp. Optical làm giải mã này, 48W các bác nha, 4 đến 16 ohm. Các line nghe nhạc, cộng súp này các bác này. Đấy, súp này là súp dùng cho súp điện, đánh độc lập, không cần lệnh. Rồi em qua này, em qua mã số 11 này. 700k, 750k em bao ship các bác này. Mã cuối cùng ngày hôm nay em lên một con USB các bác này. USB N7NX. Thì USB thì em cũng nói với các bác rồi, ở trên video rồi tất cả nha. Thì có nghĩa là em chỉ bán nguyên bụi và em chỉ test với chức năng cơ bản và em nghe với chức năng cơ bản. Đấy, ví dụ như các bác muốn mua khỉn ấy, thì em sẽ cung cấp cái những cái nơi uy tín cho các bác. Đấy, là người ta lệnh qua. Còn khiến zin thì hơi ít các bác, phải tìm đúng chỗ. Cái thứ hai là USB này thì em không test. Và hiện tại thì cũng không lau chùi luôn. Là cái giá cả, giá hiện tại của em thì các bác cứ tham khảo. Em cũng không nói là của em rẻ, hay là em không nói gọi là của em mắc. Đấy, nhưng mà em đang bán theo cái hiện trạng là như thế. Thì ví dụ như mà vệ sinh cho các bác cũng được, test USB cho các bác cũng được, vệ sinh sạch sẽ luôn cũng được luôn. Hoặc là ví dụ như bây giờ bố là nhu cầu của anh là chạy CD thì em cũng có thể là gửi đi để cho người ta sửa được cho các anh, cho các anh luôn. Đấy, nhưng mà giá tiền thì nó phải khác. Ví dụ như hiện tại em đang giao như con này thì là 1.2 triệu 950, mà thị trường đang bán 1.2 triệu, 1.3 triệu, con này thậm chí là 1.4 triệu, 1.5 triệu. Thì bây giờ nếu như mà ok như vậy thì em sẽ gửi đi làm cho các bác, và cứ tin tưởng em thì đặt cọc em mới làm. Là anh em cứ nói thẳng là như thế cho nó dễ, đúng không bác? Chứ bây giờ ai cũng bận cả, ai cũng miếng cơm manh áo cả, ai cũng cần phải mình có làm sao, mình cứ nói thẳng như thế cho nó dễ. Ai cũng, các bác cũng giống như em thôi, em cũng rất chi là thông cảm, cũng giống như các bác thông cảm cho em. Rồi con này là điện 100 các bác này, 60W này. Optical làm giải mã này, cộng súp các bác này, line nghe nhạc này. Ngoại hình là nguyên bụi các bác nha. Rồi MD AUX này, USB này. Rồi em giao con này là 950 các bác nha, em bao ship luôn cho các bác. Rồi cuối video là mã số 12. Hôm nay em lên nguyên cái đầu của Onkyo thôi, có đèn ông thôi, làm giải mã cũng giống như công suất. Thì cảm ơn tất cả các anh em đã luôn tin tưởng đồng hành ủng hộ cùng với kênh của em và mua hàng. Thì một lần nữa em chúc tất cả các anh em và các bác cùng với đại gia đình nhà chúng mình là nhà ta ở phương xa là luôn luôn mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc, thượng lộ bình an và đạt được những cái gì mình mong muốn để thỏa sức đam mê các bác nhá. Em học xin kết thúc video đây.